phiên chợ cuối tuần đông đúc lắm. Thực tế là người đi chơi mua hoa nhiều, chứ mua bonsai cũng ít thôi. Người đi chơi chợ là nhiều đấy, rất là tấp nhập chỗ khu vực công lập nếp đấy. Còn mua thì không có nhiều người mua đâu các bạn, để bỏ ra một vài triệu mua thì cũng đâu có đơn giản. Tôi sẽ đi một vòng cái khu vực đầu chợ này đấy. Ui, đông thế, đông khách thế, đông lập này đông khách thế. Cuối tuần khác. À thế à? À cái này là của ông Nhạn hay sao nhỉ? À, gửi nhà ông Nhạn. Đấy, để em đi hết một vòng xong mới quay lại. Mở hang cái chỗ. Bắt đầu đi từ đây mới gọi là từ đầu này. Từ cái chỗ bán đồ này này. Bác à? Đây ban đầu rồi. Chuyên dụng cụ Nhật. Xin phép bác tí nhé. Khu vực đồ Nhật bãi từ dìu đến dao cho đến đục đẽo đồ làm bonsai. Đấy. Thì cái này thì không tạm qua đi. Thì vào bonsai đi. Quá đẹp. Bệ đẹp ghê nhỉ. Quay đi. Vâng. Cái này là tiền này bác. Đẹp quá. Sạch sẽ chơi luôn. Đây đỏ chót chót, lộc đỏ chót chót. Túc đây, lộc đỏ ghê nhỉ. Túc à? Túc sộp sộp đấy. Đề. Đề. Găng tú. Găng tu hú. Cây này có hoa đẹp. Găng tu hú, găng cái hoa vàng như đấy. Găng tím đấy. Đây là vâng, cái đề. Cái đề là bao tiền đấy? Cứ bao giá thôi. Đúng 5 triệu à? Đúng 5 triệu. Nói cho nó vào. Được, 5 triệu em nhắc lại mà. 5 triệu một đề. Kém nó bán đâu. Đúng rồi, kém không bán. À, cả hai mặt đều đẹp đấy. Đẹp. Đấy, xanh tiếp đây. 5 triệu nhá. Đây, có bác chủ đây. Đấy. Lộ hết. Lộ gì? Quảng bá hình ảnh. Phết tiếc mua cái này lộc lá đẹp. Đấy. Cái này chật quá. Găng tu hú. Ui, đà này. Đà này cái vệ sạch sẽ nhỉ. Vệ sạch sẽ phết nhỉ. Hôm nay không thấy bác Hải ra không xem. Bao tiền đây? Ra đúng 2 triệu. Đà lão. Cái này có dữ liệu để vào đá đẹp đây. Sạch sẽ. Có dữ liệu để vào đá đẹp. Hàng đâu? Vệ tốt. Vệ đẹp. Quay nét chưa? Từ trên xuống này các bác nhỉ. Cây này thì nó là một cây nó hoàn thiện theo ý tưởng người ta rồi, nó sạch sẽ, bệ tốt, đế tiếp, không bị rối rắm, bên ra mà rất là tốt. Đấy, bóng hộp. Thì còn tay chi răm thì khó, hơi khó làm. Đa thực sự là hơi khó. Đấy, làm cây đa tốt. Đấy. Chuối. Lá mỏng. Lá mỏng bất thường. Hôm nào lại đi Hoàng Hoa Thám bắn. Rồi. Bên đi đến từ. Sáng hôm nay đi đến từ.
to quá nhỉ. Cục to to này là bao nhiêu tiền đây? Cục to to này bao tiền đấy? 8 triệu. Tùng nát đít. Ô tô tiếc rồi, tùng tung đít. Mới được nghỉ chứ. Vâng, mai nghỉ. Hay chưa, chủ nhật mà. Đấy. Thôi đứng bên này quay cho lành, bên kia nó tung cho phát thì thôi. Đây là tùng trước, dưới thì bên trước đây. Đây xanh hôm trước đây. Trước là 2,5 triệu rồi. Canh Châu, Canh Châu này. Đây, khu vực hot hòn hòn của Công Lập đây. Đấy. Có bằng cây cổ tích nhá. Đánh như thế áo nhiều quá. Cây 6 triệu rưỡi. Cây 3 triệu rưỡi. Lập Vương. Đã mua rồi, thích tôi bán lại. Đấy. Quả thì là... Ây! Lần này quá rồi. Năm nay mới gặp. Hôm nay để sang bên này đi. Chỗ chị Liên đi. Sau còn đi chơi phải có mấy anh em mà mình cứ lang thang với phim này thì anh em sau nó đi chơi cũng đâu hết. Đấy. Hồng Ngọc Mai đấy là bao tiền bà? Cái Hồng Ngọc Mai đấy bao tiền này? Thế còn cây dưới này. Đây có cây du là lộc hay nhỉ. Cây du này mà bác nào biết làm tiểu cảnh thì nó sẽ lên một tầm cao mới. Chứ còn chơi này thì chẳng bao giờ khá lại được. Chỉ chơi vui này thôi. Du lá rất nhỏ này. Già. Ghép tiểu cảnh, ghép đá. Đấy. Hồng Ngọc Mai. Me rừng để dưới đất không có. Đấy, nguyệt quế này, bé tí tí này. Bé tí tí này. Toàn hàng rừng này. Thiên tuế. Ổi trên đá thâm thủy. Ở đây. Chả biết hỏi cái gì nữa. À đây có mấy cây la hán nhỏ. Ở đây có cây dưới hay. Đấy, dưới xinh xắn. Đáng yêu. Xin phép là không hỏi giá nhiều đúng không ạ? Để sang bố nhạn thì xem nào. Đôi cúc này cũng của ông à? Đôi cúc của thằng cháu về cứ quay đi. À với gì? Với. Cái cây Hoàng Ngọc Anh à? Đã mở hàng chưa bố? Mà con không mở hàng chưa chứ? Rồi. Rồi. Về chưa? Chả biết đâu rồi. Xanh. À, đấy có cái cây trong lọ này cũng hay nhỉ. Cây này của ông gì? Cái đấy là bao tiền này? 3 triệu này. Cứ báo giá thoải mái nhé. Anh em biết gọi alo cho bố ngay. Cây này là 2,5 triệu này. Còn cây này 13 triệu. 13 triệu. Đây được. 13 triệu. Ghê nhỉ, bóng biếc đầy đủ rồi. Đây.
thân kia mụn nhọt này. 13 triệu. Mày đây tao cho anh 1 triệu để xe tao mang về chơi. À, tham con à? Cục mốc. Nó bảo là 10 triệu để cho cháu tiền à? Thì cháu bảo nó mà, à cháu bảo ông đấy mà. Đấy. Sao ông gửi vào cho trong đấy? Nó bảo nó cháu gửi tiền ra cho ông chở chuyển tiền ra luôn. Đấy, cứ phí nó chiếc. Nó mất rồi. Đấy. 13 đồng. Rồi. Để ra cô 4 triệu.